Kính chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi lại có một đôi giày để cho mọi người xem. Đây là cái hộp của nó màu đỏ, rất là chói lóa. Đôi này tôi nhận được tuần rồi, bây giờ mình có thời gian để quay video. Đây là các góc cạnh của hộp. Đây là tem của hộp. Đôi này thì có tên là Nike Dunk 2. Và cái tên của nó dài dài đây này. Cỡ này là cỡ 8,5. EU là 42. Tên của nó là Vesti Magie. Tên dài dài tiếng Anh nhà tôi không biết. Nhưng mà cái phối màu này cũng có thể gọi là Michigan 2020. Đây là đáy của hộp. Có mấy cái chữ này. Mấy cái chữ này chắc là ai cũng biết rồi. Và bây giờ tôi sẽ lấy đôi giày ra. Giày gói rất bình thường thôi. Còn đây chính là em nó. Đây chính là em nó đây. Đây là chiếc bên trái với phối màu vàng và xanh navy. Đôi này là đôi đăng nhưng mà là cổ cao, dấu số út, chất liệu da thì bình thường thôi. Đôi này tôi mua với giá là 110 euro, mua ở trên app sneaker app. Đế của nó cao su bình thường thôi. Đôi này thì không hề có công nghệ gì cả. Đôi này từ thời xưa thì ra đời là để dành cho dân chơi bóng rổ ấy. Xong rồi về sau dân trượt ván cũng lấy đôi giày này để chơi, là rất nổi tiếng. Đôi này ra phối màu y như này vào năm 2016. Bây giờ năm 20 thì mới sản xuất lại và tung ra thị trường. Phối màu rất là đẹp. Đầu đây là chiếc bên phải. Đôi giày này không có nhiều, cũng không hề có công nghệ gì. Này, cho hai cọng dây. Nike tặng hai cọng dây, một cọng dây màu vàng và một cọng dây màu trắng. Đây là lưỡi gà. Lưỡi gà này bằng vải mesh, rất là bình thường. Logo Nike. Đôi này không có công nghệ e gì đâu nhá. Chỉ là đế bình thường thôi. Nhưng mà trông như này nhưng mà rất là nhẹ. Bên trong Nike thì có cho một cái giấy lót. Ở phía trong thì hơi tối. Tôi lấy cái lót của nó ra. Đây, lót vào đây. Cho tôi không bỏ ra nữa. Bỏ ra. Xong rồi cho vào khó lắm. Đấy, phía trong đây. Lót bình thường thôi. Chỗ này thì vải mesh khá là êm. Nhưng mà phải nói là cái độ gia công của Nike thì khá là kém. Keo thì nhăm nhở. Và cái chỗ da này này, mọi người có thể nhìn kỹ này. Nó xùi xùi lên này. Đấy không? Gia công rất kém luôn. Chỗ này còn dính sơn này. Đấy, dính một tí sơn này. Nói chung là Nike gia công tôi không ưng thế nào. Này, ở chỗ này này, nó còn lòi ra một cái tí trắng trắng này. Gia công rất là cẩu thả. Đấy, tôi chỉ cho mọi người xem đôi giày này như thế thôi. Nó không có gì đặc biệt cả, nhưng mà đôi giày này thì nó được thiết kế từ những năm 2000 này. Nó rất lâu rồi, nên bây giờ nó mới phát hành lại.
Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc. À, hồi.